ngày 22 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại thành phố Bảo Lộc vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng. Bị cáo Nguyễn Tuấn Kiện 1996, ngụ tại phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, bị hội đồng xét xử tuyên phạt 18 năm tù về tội giết người. Nguyễn Hồng Phong 1998, ngụ tại Buôn Bản Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, 12 năm tù cũng với tội danh trên bốn bị cáo còn lại là Võ Hữu Thảo 1992, Nguyễn Tiến Thành 1995, Trần Văn Hùng 1998 và Phạm Tuấn Đạt 1998 đều ngụ tại thành phố Bảo Lộc. Mỗi bị cáo bị hội đồng xét xử tuyên từ 12 đến 45 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Theo cáo trạng của Diện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, khoảng 21 giờ 30 ngày 15 tháng 12 năm 2018, sau khi đội tuyển bóng đá Việt Nam vô địch ác quân 2018, 6 bị cáo này xuống đường đi bảo tại khu vực trung tâm thành phố Bảo Lộc. Trong lúc đi bảo, nhóm thanh niên phát sinh mâu thuẫn với anh Vũ Duy Thường năm 1992, ngụ buôn bản Đam Bờ Ri, thành phố Bảo Lộc, vì cho rằng bị nhìn đỉu. Trong lúc sâu sát, anh Lâm bị nhóm của Nguyễn Tuấn Tiệm dùng dao đâm nhiều nhát vào người, dùng mũ bảo hiểm và tay chân tấn công, đấm túi bụi. Anh Lâm bỏ chạy được một đoạn thì trượt bụng và tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, sáu đối tượng trên kế tiếp đi bảo. Sáng hôm sau, khi biết nạn nhân đã tử vong, cả sáu đối tượng lần lượt tới công an thành phố Bảo Lộc đầu thú. Cơ quan điều tra xác định, Phạm Tuấn Tiệm là người chủ mưu đâm chết anh Lâm. Nguyễn Hồng Phong là đồng phạm cùng Thiện trực tiếp gây ra cái chết của nạn nhân. Trong khi đó Thảo, Đạt, Thành và Ngùng đã nhập cuộc tấn công nhau gây mất trật tự và bình yên buôn bản hội.